Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Giải pháp nào cho Trung Đông? Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn, còn chương trình bày. Thưa quý vị, một cuộc chiến tranh lạnh đang diễn ra tại vùng chảo lửa của thế giới. Địa chính trị và nhân tố chủ chốt trong cuộc ganh đua phe phái giữa Hồi giáo, dòng Shia và dòng Sunni tại Trung Đông. Khi mà Iran đối đầu với lại Ả Rập Saudi và các đồng minh vùng vịnh của nước này trong cuộc chiến giành vị thế thống trị khu vực. Giống như cuộc chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, trong cuộc xung đột này thì hai đối thủ chính không hề giao tranh quân sự trực tiếp. Tuy nhiên thì cả hai bên đã đối đầu về ngoại giao, ý thức hệ và kinh tế, đặc biệt là trên thị trường dầu mỏ và thông qua các cuộc chiến tranh ủy nhiệm, chẳng hạn như là các cuộc xung đột tại Syria và Yemen. Thực ra thì hầu như không có một vấn đề nào tại khu vực Trung Đông mà không thể truy ngược nguồn gốc tới sự cạnh tranh quyền lực giữa Ả Rập Saudi và Iran. Ngược lại, trải nghiệm của các quốc gia khác trong khu vực, nói một cách khác là những kẻ tốt thì dương mặt ra trận chiến, lại chìm đắm trong những ngọn lửa xung đột. Syria, Iraq và Yemen bị chiến tranh xé nát. Trong khi đó, thì tính cả những ngày càng khốn khổ của người Palestine vẫn là một nỗi nhức nhối suốt nhiều năm qua. Thưa quý vị, trong thảm họa hỗn loạn này thì các nhóm cực đoan mới với những mục tiêu xuyên quốc gia đang bùng nổ một cách đáng sợ. Và trong hai năm qua thì các cuộc xung đột đã tràn qua biên giới các quốc gia và đe dọa an ninh toàn cầu. Nhà nước Hồi giáo ISIS đã lợi dụng sự bất bình trong thời gian dài của người Sunni để thách thức sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq và Syria, tạo ra một khoảng trống chiến lược mà ở đó Nga, Iran, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi giờ đây đang tranh giành quyền lực. Đôi lúc thông qua các lực lượng ủy nhiệm nhưng ngày càng triển khai nhiều sự can thiệp quân sự trực tiếp. Mỗi quốc gia đều có lý lẽ của riêng mình. Iran thì tìm cách triển khai ảnh hưởng để hỗ trợ các cộng đồng người Shia vốn thống trị trong lịch sử của khu vực. Và trong khi Ả Rập Saudi thì phản công bằng cách vũ trang cho các phe phái nổi dậy chống vị Tổng thống Assad được Iran hậu thuẫn của Syria và bằng cách chiến đấu chống lại cái mà nước này xem là sự hiện diện của Iran tại sân sau của mình ở Yemen. Trong khi đó, thì Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia vốn kỳ thị và ghét bỏ cộng đồng người Kurd, thì phản đối việc thành lập một nhà nước của người Kurd. Một khả năng có thể trở thành khả thi nếu Iraq và Syria bị tan vỡ về mặt lãnh thổ. Tóm lại, thì thực chất của những cuộc chiến ở Trung Đông không hẳn là vì xung đột tôn giáo. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy rằng ISIS là một lực lượng nổi dậy bạo lực của người Sunni để chống lại những nhà cai trị dòng Shia. Tuy nhiên, Iran là một thế lực Shia và Saudi Arabia, quốc gia được cai trị bởi chế độ độc tài Sunni, cũng đều chống ISIS. Mỹ, Nga, Thổ cũng đều nói là muốn chống lại ISIS. Tổng thống Bashar al-Assad của Syria không chiến đấu vì một giáo phái cụ thể nào của Hồi giáo mà cho chính sự sống còn của mình. ISIS không chiến đấu vì tư tưởng Sunni chính thống mà vì ảo tưởng về một vương quốc Hồi giáo quốc tế. Như vậy thì thực ra trục chính của cuộc xung đột Trung Đông không phải là về tôn giáo hay là giáo phái mà là về địa chính trị. Cuộc đấu tranh giành quyền bá chủ khu vực giữa Saudi Arabia và Iran, cả hai đều có sự ủng hộ từ một số các nước lớn và cả hai đều cố tình lợi dụng các tín đồ tôn giáo cuồng tín. Có nhiều người cho rằng chỉ một cuộc cải cách tôn giáo triệt để thì mới có thể mang lại hòa bình lâu dài ở Trung Đông. Nhưng mặc dù bản thân của việc cải cách Hồi giáo là cần thiết, thì nó sẽ không thể kết thúc một cuộc chiến hiện tại. Nếu nhìn lại quá khứ, thì chúng ta sẽ hiểu vì sao Trung Đông lâm vào tình trạng hiện nay. Chủ nghĩa dân tộc Ả Rập và những khát vọng hiện đại hóa của nó bắt đầu bộc lộ sau thất bại của Ả Rập trong chiến tranh Ả Rập Do Thái vào năm 1967 và sự sụp đổ giá dầu vào năm 1986, thì các nhà lãnh đạo quốc gia độc tài tiếp tục duy trì kiểm soát thông qua đàn áp và sử dụng các đảng đối lập Hồi giáo là bù nhìn để tránh các cuộc cách mạng chính trị. Tuy nhiên, kết quả là những nền kinh tế này bị chủ nghĩa thân hữu bóp nghẹt, suy thoái nặng và những sự bất mãn kéo dài trong dân chúng đã dẫn đến sự sụp đổ của các chế độ độc tài vào năm 2011 ở Tunisia, Ai Cập, Libya, Syria và các nơi khác. Nhưng đáng buồn thay,
ngay trong lúc đó thì lại không còn thể chế nào để có thể bảo đảm sự chuyển tiếp chính trị ôn hòa và dân chủ tại những quốc gia này, mà các nhóm bạo lực đã giành được một lợi thế so với lại những người dân thường, và một cuộc chiến mang rợ giành quyền lực đã nổ ra sau đó. Cách mạng mùa xuân Ả Rập là những biểu hiện mới của những chia rẽ cũ chưa được giải quyết, phản ánh trong sự bất mãn của người Sunni ở Syria và Iraq, của người Shia ở Bahrain, Ả Rập Saudi và Yemen, và của người Kurd và người Palestine ở mọi nơi, khi tình hình Trung Đông trở nên một cách hỗn loạn và những vấn đề thực ra đã cháy âm ỉ bên dưới bề mặt của sự đàn áp độc tài trong nhiều thập niên, và giờ đây bị châm ngòi bùng nổ một cách hết sức rối ren và phức tạp. Và thưa quý vị, khu vực này cũng không cần các đường biên giới mới và các chế độ bảo hộ mới, mà cần các nhà nước tốt hơn và được xây dựng để kiên cường chống lại sự chia rẽ sắc tộc và ít bị tổn thương hơn trước ảnh hưởng ngoại lai từ bên ngoài. Thưa quý vị, bản thân người dân của Trung Đông cũng muốn được quản trị bởi các nhà nước chính danh, ủng hộ pháp quyền, bảo vệ các quyền dân sự và thúc đẩy sự chung sống giữa các cộng đồng. Và điều này đòi hỏi sự thỏa hiệp và hòa giải ở một cấp độ khu vực và toàn cầu giữa các thế lực lớn. Có lẽ đã tới lúc Nga và Hoa Kỳ nên ngồi lại để có thể giải quyết những leo thang căng thẳng và cùng tìm một giải pháp cho Trung Đông. Sau đó là những thỏa hiệp ở cấp độ khu vực giữa Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Israel. Thỏa hiệp là từ khóa cho xung đột Trung Đông. Chỉ khi nào các bên chịu nhường nhịn và ngồi lại bàn thỏa hiệp vì một lợi ích chung cho hòa bình khu vực này, thì các bên mới có thể đạt được một thỏa thuận lớn có tính đến mọi vấn đề chính gây chia rẽ khu vực và nhường chỗ cho những dàn xếp chính trị khả thi ở Syria và Iraq. Sẽ không hề dễ dàng để có thể giải quyết những vấn đề chưa được giải quyết trong hàng thập niên qua. Tuy nhiên, đó dường như là cách duy nhất nếu không muốn tiếp tục đẩy Trung Đông vào một sâu hơn vào những xung đột đẫm máu. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Giải pháp nào cho Trung Đông, bài viết do Trang Nguyễn biên soạn, Quang Trương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào bình luận lần tới. Xin kính chào.